Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại tư vấn là 0905958889. Hôm nay thì mình lại săn được một em Honda CM125 đăng ký lần đầu năm 2007, biển kiểm soát Hà Nội và biển cực kỳ đẹp luôn nhé. 29T125868, Gia Phát, Lộc Phát, quá khủng khiếp, quả biển quá chất luôn. Nói luôn với anh em là con xe này nó zin từ A đến Z, tức là sơn zin, máy móc zin, khung thân zin và tất cả mọi thứ đều zin. Tất cả mọi thứ đều zin nha anh em nhé. Theo xe là không có cái gì không zin cả. Máy móc zin này, tất cả những cái thứ mà trên xe, kể cả từ cái chìa khóa gọi là zin hết. Đôi gương cũng zin này. Đấy, bây giờ quay ra xa cho anh em nhìn này. Con xe này là một con xe cực kỳ đẹp luôn. Cam kết với anh em thế. Máy móc zin 100% và nổ máy lên thì nó êm tuyệt đối luôn. Nó đếm từng tiếng xình xịch xịch xịch, đúng chất của CM. Máy gầm gừ như là hổ báo luôn ấy, cực kỳ là chất. Về cái phần xi mạ thì không bị sữa nổ xước xi mạ bất kể một chỗ nào cả. Sơn xi zin đẹp và đảm bảo với anh em là nó cực kỳ hợp mắt. Tất cả các cái trang thiết bị trên xe là hoạt động hoàn hảo và xe vừa được bảo dưỡng thay dầu, thay mỡ đầy đủ hết tất cả rồi. Anh em chỉ việc về sử dụng thôi. Còn về cái phần đồ chơi thì nó lên được cái pha led này. Đây pha led bi led tun này. Đấy, pha led vàng nhá. Pha led trắng, xin lỗi, pha led trắng á. Và cái chống đổ cánh bướm thì nó là quá hợp so với cho cái xe CM rồi. Đấy là hai cái điểm nhấn của xe khi mà được lên này. Một chút cái cờ phía đằng trước nữa này. Đấy là chủ xe thích những cái bảo vệ lốc máy. Đấy, thế thôi. Còn lại thì xe zin 100% tuyệt đối. Và hiện tại xe đang đi được 3,4 vạn nhá. 3,5 vạn. 3,5 vạn. Anh em nhìn chuẩn rõ ràng nhá. 3,5 vạn mình cam kết nhá. Từng chi tiết một của xe đều zin. Tay nắm này, rồi những cái bên cùm côn, cùm phanh đều còn rất là đẹp. Zin tay côn cũng rất là đẹp nhá. Hai cái gương zin là hoạt động ngon lành, không có kẹo ọ gì hết cả. Không có vẹo vọ gì kìa cả. Đây, cổ phốt, cổ pheo và cái ốc của ti thụt trước đảm bảo với anh em là zin tất tật tật luôn. Tất tật tật, không có cái gì không zin cả. Anh em nhìn luôn cổ phốt nhá. Đây ạ. Đấy, cổ bát phốt rất là ngon lành, đẹp đẽ. Bên tay phanh này, các cái chi tiết đều hoàn hảo, không có một chi tiết nào xấu cả. Từng chi tiết một nó đều nói lên cái độ sáng và sáng đẹp của xe này. Đấy, đồng hồ sáng bóng phía đằng trước, anh em nhìn rõ nhá. Tem Honda đầy đủ này. Pha thì chóa rất là sáng. Phá của bi thì là pha led tun rồi, thì cực kỳ là sáng rồi, không cần phải trợ sáng trợ sủng gì cả. Tất cả những cái củ xi nhan anh em nhìn nhá. Củ xi nhan zin nó mới đỏ như thế này, nó mới đẹp mà nó nét căng như thế này. Chứ còn cái củ xi nhan của các cái xe lô, của xe tàu nó vàng khè vàng khoẹt luôn. Chứ nó không có, nó bạc phách luôn, chứ nó không đỏ như thế này đâu ạ. Đấy. Chạc 3 cổ phốt này, tai xe này, anh em nhìn chạc 3 đây nhá, cổ phốt của xe này, các cái tai xe đều rất là đẹp và nét căng. Con ốc này nó nét căng như thế này, tai xe này, đấy, pha này, anh em nhìn pha rất là đẹp nhá, sáng choang. Đấy, chủ xe cực kỳ cẩn thận luôn, là người quá cẩn thận luôn, buộc cả những cái kiểu như thế này, hai còi. Trợ sáng à, cái gì nhở, cái phản quang còn đầy đủ hết luôn. Nhìn phía dưới anh em nhìn luôn nhá. Đây, dây công tơ mét hoạt động hoàn hảo. Đấy, còn vẫn còn chụp cả cái nhựa ở đây của để bảo vệ cái phần ốc trục trước. Phanh quá đẹp, địa phanh quá đẹp, không bị gờ gủng gì cả. Theo năm tháng thì có những cái vết han như đấy thì không tránh khỏi, nhưng mà nó là zin. Vành bánh rất là đẹp. Lốp lát là anh em về chỉ sử dụng luôn, chứ không phải thay thế hay bất kể cái gì cả. Đấy, ga đầu bu trước, những cái chỗ này hơi dỉ một tí ở cái chỗ mà phải bắt biển số, còn lại thì không có một chỗ nào gọi là han dỉ ở đây cả nhá. Không một chỗ nào han dỉ. Bên tay phải cho anh em xem luôn này, ốc trục của bên tay phải rất là đẹp. Vành bánh thì đẹp, căng luôn, nét căng luôn. Vành bánh là nét căng. Anh em nhìn rõ vành bánh nét căng nhá. Đây, anh em quay ra đây nhìn xuôi xuống đây thì nhìn thấy luôn cả tem tiếc này và cái phần mà bình xăng, tem bình xăng rồi tem cốp
nước sơn nét căng luôn, căng mọng luôn. Hiện tại xe đang để một lớp dầu nội thất bộ ô tô rất là sạch sẽ, và khi anh em đi về rửa một lại một nước xà phòng thì nó long lanh luôn, nó nhìn cực kỳ là tuyệt vời luôn anh em ạ. Hôm nay mình thực sự là mình rất là may mắn khi mà mua được con xe này của bác chủ. Hôm nay thì mình mua được hai chiếc xe đều là có đuôi 68, và ngày hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch của tháng 9 âm lịch năm 2022, thì nó cũng là một điều may mắn đấy ạ. Con này thì lại có đuôi đây, mãi ra phát lộc phát nhá, quá đẹp luôn, thì nó cực kỳ là chuẩn. Còn bây giờ anh em xem luôn cục máy cho hộ mình phát nhá, tự đánh giá luôn. Đây là cái chế zin này, anh em nhìn rõ ràng nhá, ốc đây, ốc nắp máy đây, xe máy móc khô gioăng, không một giọt dầu, không bị dớm bất kể một giọt dầu nào cả, và máy nổ cực kỳ êm, đếm tiếng luôn, gầm gừ luôn anh em ạ. Đấy, anh em nhìn gioăng nhá, gioăng giữa này và gioăng dưới này, gioăng xanh dưới này, zin hết tất cả 100% nhá, không có một con ốc nào lai tạp, cũng như không có một cái gì gọi là không zin ở đây cả, tất cả các cái chi tiết đều zin 100%. Anh em nhìn này, đấy, con ốc treo máy đấy, chưa động chạm gì còn xanh lét luôn nhá, con ốc treo máy đấy. Còn là đây, ốc bưởng côn này, chưa có động chạm gì cả, chưa động chạm một tí, côn cực kỳ mềm mại, côn số ngọt ngào vô cùng luôn ạ. Cổ bô đẹp này, sáng bóng này, bô zin nhá, bô zin chuẩn ho, chuẩn bô zin, chưa có một khuyên nào, chưa bị khuyên bất kể một chỗ nào cả nhá. Đây, đinh tán đằng sau vẫn còn đẹp cóng cựa luôn, chưa bị khuyên bô bất kể một chỗ nào luôn. Chân phanh này đẹp nhá, để chân này, để chân trước này, anh em nhìn luôn, báng để chân sau này đấy, và cái để chân sau luôn nhá. Tiếp theo nữa anh em nhìn luôn cái cốp này, tem cốp nhá, đẹp hết tất cả luôn, càng xe này tuyệt vời chưa ạ. Úi giời, lại còn cả tên lửa tăng tốc này, thì chắc là đi 1000 km/h luôn anh em này. Chủ xe chắc là dân chơi mưa rơi này, tuy rằng có tuổi nhưng mà cũng chơi phết đấy. Đấy, tên lửa trợ lực luôn. Đấy, anh em nhìn nhá, càng phanh này, càng xe này, càng sau này, bộ phận càng sau cực kỳ ngọt ngào, ngon lành, không có han gì bất kể chỗ nào nhá. Treo mũ này, đây là con thụt đằng sau này, thụt thò, bốn thụt thò cực kỳ êm ái, nhún nhảy êm ái, và không có ra một tí dầu nào nhá, không có một giọt dầu nào cả. Đấy, vành bánh đằng sau anh em nhìn luôn nhá, quá ổn để anh em đi, không phải thay thế hay sửa chữa gì cả. Tất cả các xe của xe máy Hoàng Anh trước khi giao bán lên đều đã được bảo dưỡng hết tất cả rồi, anh em chỉ việc sử dụng thôi, và sau 1500 đến 2000 cây anh em phải thay dầu thôi, còn không phải làm thêm một cái gì nữa, mình cam kết điều đó nhá. Đây là cái ba ga đằng sau này, cùng với cả cái bộ chắn bùn sau, chưa mọt gì một chỗ nào cả, chưa một chỗ nào mọt gì nhá, vẫn còn đẹp sáng này, sáng đẹp này, chưa giờ mọt gì bất kể một chỗ nào cả. Đấy, xi nhan zin là chuẩn nhá, chưa một con nào là thay lơ lô hoặc là nó bị nứt vỡ hay bất kể một cái gì. Đuôi đèn zin này cực kỳ đỏ. Đấy, tem Honda của Yên nhá. Đây này, thêm cái chắn bùn đây cho nó sạch sẽ này. Quả biển này là quả biển mình quá ưng luôn, 29T1 25868, quả biển mà mình cực kỳ yêu thích khi mà mình mua con xe này. Hôm nay ngồi nói chuyện với bác chủ phải đến 4-50 phút xong mới về ạ, khi mua sau thì xe đấy ạ. Đây, đẹp chưa ạ, quá đẹp luôn. Đây, thụt đằng sau đây, anh em nhìn rõ nhá, từng chi tiết một, cam kết với anh em mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo luôn. Đấy, nhông xích thì cực kỳ ngon lành nhá, bi báo này, anh em nhìn nó quay tít luôn. Đấy, mình chỉ ấy nhẹ phát là quay, bi cực ngọt ngào luôn, không lắc liếc gì nhá, không lắc liếc, không giật giếc gì cả. Bình thường những con CM có những con ấy, cái bạc ở trong ấy, bạc trong của trục sau ấy nó bị dơ, thành ra chạy nó cứ giật khùng khục cục, nhưng riêng con này là không có gì nhá, cực kỳ êm ái luôn. Bô zin nhá, anh em nhìn này, mã bô này rõ ràng nhá, HMK02 này. Đấy, đai bô đằng sau không có một cái khuyên nào cả, tất cả những cái đinh tán của bô là vẫn zin nguyên như thế luôn, quá khủng khiếp. Để chân, để cháo này, rồi chân trống này, đây, để chân đằng sau này, báng để chân, đẹp không ạ, quá tuyệt vời luôn. Tem xe đây, anh em nhìn tem xe đằng sau của bên tay trái nhá, đây, tem xe của bên tay trái của bình xăng này,
Và đây anh em mình xem tiếp được phần cần số này, cùng với những cái để chân đằng trước bên tay trái này. Riêng về cái phần da máy thì nó quá đẹp. Đây, mang cá nó đẹp như thế này. Chưa một giọt sơn ta nha anh em nhé. Mình cam kết chưa một giọt sơn ta nào vào đây cả. Các con ốc đều zin này, ốc đề này còn zin này, ốc củ đề vẫn zin này, ốc bưởng điện zin này. Chưa bao giờ chỉnh trọt vào bất kể một con ốc nào đấy nhá. Các con ốc này chưa chỉnh trọt một chỗ nào cả. Vẫn zin của nó luôn, zin của nhà sản xuất luôn. Quá khủng khiếp với con xe CM như thế này. Nó thuộc dạng hàng hiếm rồi, không có chiếc thứ hai. Đây còn về bưởng máy bên này, anh em nhìn rõ luôn cho sao cho mình hộ mình vuông phát và tự đánh giá. Còn chưa chỉnh tăng cam nhá. Tăng cam chưa chỉnh luôn. Tăng cam là cái con ốc cho tăng cam mà mình chỉ này là chưa chỉnh luôn. Đấy, đây này con ốc tăng cam này, chưa chỉnh luôn. Đẹp quá khủng khiếp. Đấy, cái tem xanh của nó đấy, tem zin xanh vẫn nguyên như thế, như thế nào như thế. Xe này là xe đời chót rồi, cho nên là có bộ xử lý khí thải nhá, ăn xăng cực kỳ ít luôn. Bộ xử lý khí thải này là bắt đầu chỉ có những con CM từ đời 201, 202 đổ lên thì mới có thôi. Còn các cái con xe đời trước là nó không có cái bộ xử lý khí thải này đâu. Nó không đạt chuẩn Euro 3. Thế cho nên là thì nó không được sản xuất, cho nên là người ta làm thêm cái bộ xử lý khí thải này để nó đạt chuẩn Euro 3 để có thể vào cái thị trường châu Âu nữa. Bô xe chưa bao giờ tháo nhá. Chưa bao giờ tháo đâu. Đây này anh em nhìn này, đấy, bô chưa bao giờ tháo nhá. Khuyên bô đầy đủ như thế này. Cổ bô sáng bóng đẹp mỹ mãn luôn, không han gì bất kể một chỗ nào cả. Bô cực kỳ đẹp, không han gì bất kể một chỗ nào cả. Đây anh em nhìn này. Sạch sẽ đẹp đẽ đến mức độ như thế này. Đấy, anh em nhìn đấy. Đây, tai xe. Cái máy con này thì nó gầm gừ, nó khủng khiếp luôn anh em nghe nhá. Đấy. Đây, anh em nghe tiếng máy đang nổ đấy. Đấy, bởi vì những cái video mình không muốn nổ vì trong này nó là trong nhà nó mùi nó rất là hôi, cho nên là mình không muốn nổ. Còn đây, anh em nghe tiếng bô đấy. Đấy, tiếng bô đang nổ đấy, máy đang nổ đấy. Đây, máy đang nổ đây. Anh em nghe tiếng máy chưa? Tiếng máy đang nổ mà nó như thế này, các anh em ghé tai vào nghe tiếng. Đấy, anh em nghe đấy. Này. Đấy. Đấy. Ra lên đấy. Nó cứ cầm cư luôn. Đấy. Con xe này là hình như là con xe đầu tiên mình nổ máy khi mà ấy về bên ở đây, bởi vì hôm nay thì nhà trên đi vắng cho nên mình mới nổ được máy. Chứ bình thường mình cũng không dám nổ máy, đây thì nó còn có trẻ con nên nó mùi nó hôi. Đấy, tiếng nổ máy nó khủng khiếp như thế. Rồi tắt đi nhá. Đây, anh em nhìn vòng tua máy này. 1300 là đứng im đấy luôn, cực kỳ mềm mại luôn. Đấy, ga này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, trở về vòng tua luôn 1300 này. Quá khủng khiếp luôn. Rồi, thế mình xin tắt cái máy đi nhá. Vòng tua này. Rồi báo số ba chiếc là đầy đủ hết cả luôn. Thế thì đấy, con xe này bây giờ mình sẽ báo giá cho anh em để anh em tham khảo luôn và biết được cái giá trị của con xe này luôn. Con xe CM đăng ký năm 2007 biển Hà Nội 29T125868 này zin 100% nhá, và đang được xe máy Hoàng Anh ban ra với giá bán là 63,5 triệu. Giá bán là 63,5 triệu đồng, chưa bao gồm các chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Mong anh em lưu ý dùm mình cái phần đó họ. Và anh em có thể đến thẳng địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại tư vấn là 0905958889 để có thể xem tận mắt cái sản phẩm này nhé. Rất hân hạnh được đón tiếp anh em tại cửa địa chỉ cửa hàng. Và anh em nào muốn đến xem xe thì xin anh em một cuộc điện thoại để hẹn trước khi đến, để cho mình có thể thu xếp được người đón tiếp anh em nó cẩn thận và chu đáo hơn nhé. Rồi thì mình xin dừng video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Mình xin cảm ơn ạ.